Sách nội thua trên sân nhà, sách ngoại lấn lướt sách nội là những cụm từ mà người làm sách cho thiếu nhi vẫn thường nghe những năm trước. Tuy nhiên, chính điều này đã kích thích sách nội như một lời thách thức với các nhà văn và những người làm sách cho thiếu nhi trong mùa sách năm nay. Mùa sách hè năm nay diễn ra vào đúng dịp nhà xuất bản Kim Đồng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu lần này gồm cả sách mới lẫn tái bản, được chọn lọc và đầu tư mạnh mẽ về khâu mỹ thuật. Nhờ đó, độc giả sẽ được gặp lại những tác phẩm văn thơ đã gắn bó với tuổi thơ của mình trong một diện mạo mới, cùng những tác phẩm đặc sắc lần đầu ra mắt độc giả. Hai ấn phẩm đặc biệt 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi và 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi do nhà văn Trần Đức Tiến và nhà thơ Cao Xuân Sơn tuyển chọn, giúp độc giả điểm lại những dấu ấn của nền văn học thiếu nhi Việt Nam suốt hơn 6 thập kỷ qua. Những cuốn sách về văn hóa, địa lý, phong tục Việt Nam như Kể chuyện những dòng sông Việt Nam, Kể chuyện những ngọn núi Việt Nam, Đất nước gấm hoa, Những miền lưu dấu, Cảnh Việt trong văn chương giúp bạn đọc thêm hiểu, thêm yêu đất nước giàu truyền thống, đậm đà bản sắc. Những cuốn sách khoa học, kiến thức thú vị và truyền cảm hứng như Chan Hoang Dã, Voi, Sự hình thành trái đất, những bài diễn văn thay đổi thế giới từ năm 1945 đến nay, Một nửa của thế giới, 21 dấu ấn truyền cảm hứng là những ấn phẩm dành cho mỗi đối tượng bạn đọc. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh mang đến tác phẩm Nuốt hạt một cây của tác giả Lâm Linh, đưa người đọc về những năm tháng thời bao cấp trong một xóm nhỏ ở Hà Nội. Tại đó, rất nhiều câu chuyện lẫn hồi ức nghèo khó nhưng cũng đầy yêu thương mà có lẽ nhiều người vẫn chưa quên, như Đặt gạch chờ nước, Tem phiếu, chương trình Những bông hoa nhỏ, Trạm chiếu bóng. Một trong những tín hiệu dễ nhận thấy thời gian gần đây là sách nội đang dần lấy được vị thế trên thị trường xuất bản. Bằng chứng là rất nhiều tác phẩm hay ra đời, được chăm chút về hình thức mà dễ nhận thấy nhất ở mảng sách tranh thu hút nhiều tác giả tham gia. Những giải thưởng dành cho sách thiếu nhi gần đây như giải Giấy Mèn, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam hay năm ngoái giải thưởng sách quốc gia đã trao giải A cho sách thiếu nhi cũng tạo không khí khích lệ mới mẻ với các tác giả thiếu nhi.